Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 18 giờ 30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, từ ngày 22 tháng 7, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã bắt đầu có mưa lớn. Theo báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa, tính đến 16 giờ ngày hôm nay, 24 tháng 7, lượng mưa đo được trên địa bàn tỉnh phổ biến từ 60 đến 100 mm, có nơi lượng mưa lên đến trên 150 mm. Một số nơi có lượng mưa rất to như lượng mưa đo được tại trạm thủy văn thị trấn Hồi Xuân Quan Hóa 156 mm, trạm Cẩm Thủy 153 mm, trạm Lăng Chánh 141 mm, trạm Mường Lát 122 mm, trạm Thạch Quảng Thạch Thành 123 mm, trạm Kim Tân Thạch Thành 119 mm. Mặc dù mưa lớn trên diện rộng nhưng hiện tại mực nước trên các sông lớn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vẫn ở mức thấp hơn mức báo động 1, nước lên chậm theo báo cáo của các địa phương về văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa, trên địa bàn tỉnh chưa xuất hiện lũ ống lũ quét, không xảy ra sạt lở đất nghiêm trọng. Tuy nhiên tại huyện Thường Xuân, mưa lớn cũng đã làm sập một ngôi nhà cấp 4 tại xã Yên Nhân. Tại huyện Mường Lát, do mưa lũ đã làm sập một cây cầu tạm tại xã Quang Triều, khiến 177 hộ dân thuộc 3 bản gồm bản hàm bản Suối Tút, bản Con Dao của xã Quang Triều phải đi vòng 3 km qua cầu cứng mới lưu thông được với bên ngoài. Huyện Mường Lát đã phải tổ chức sơ tán 315 hộ dân với 1.392 nhân khẩu đang ở khu vực có nguy cơ bị sạt lở cao đến nơi an toàn. Theo dự báo, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, mưa lớn vẫn còn tiếp diễn. Do đó, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương chủ động sẵn sàng chuẩn bị các điều kiện để ứng phó hiệu quả với thiên tai, giảm thiểu tối đa thiệt hại. Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành văn bản số 3461 thông báo về việc tạo thuận lợi cho các phương tiện vận tải vận chuyển hàng hóa, vận chuyển chuyên gia, công nhân được lưu thông thông suốt 24 trên 24 giờ tại các địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Luồng xanh quốc gia cho các phương tiện lưu thông quá cảnh qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa gồm tuyến quốc lộ 1A và tuyến đường Hồ Chí Minh, trong đó tuyến trục quốc lộ 1A gồm Ninh Bình, quốc lộ 1 thành phố Thanh Hóa, quốc lộ 1 Nghệ An, tuyến trục đường thành phố Hồ Chí Minh, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An. Luồng xanh nội tỉnh Thanh Hóa kết nối với luồng xanh quốc gia bao gồm tuyến trục quốc lộ 1, quốc lộ 27B, quốc lộ 27, quốc lộ 47, Nghi Sơn, Bãi Trành, đường tỉnh 506, Thọ Xuân, Nghi Sơn, tuyến trục đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 27, quốc lộ 27B, quốc lộ 15, quốc lộ 45, quốc lộ 47, Nghi Sơn, Bãi Trành. Luồng xanh nội tỉnh kết nối 27 huyện thị xã thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cụ thể như sau thành phố Thanh Hóa, quốc lộ 1, quốc lộ 10, Hoàng Hóa, Hậu Lộc, Nga Sơn, thành phố Thanh Hóa, quốc lộ 1, quốc lộ 27, Hoàng Hóa, Hà Trung, Vĩnh Lộc, Cầm Thủy, Bá Thước, Quan Sơn, cửa khẩu Nam Mèo, thành phố Thanh Hóa, quốc lộ 1, quốc lộ 27B, Hoàng Hóa, Hà Trung, Thạch Thành, Cầm Thủy, thành phố Thanh Hóa, quốc lộ 45, Đông Sơn, Thiệu Hóa, Yên Định, Vĩnh Lộc, Thạch Thành, thành phố Thanh Hóa, quốc lộ 47, Đông Sơn, Triệu Sơn, Thọ Xuân, Thường Xuân, Thành phố Thanh Hóa, quốc lộ 47, quốc lộ 15, Đông Sơn, Triệu Sơn, Thọ Xuân, Ngọc Lặc, Lang Chánh, Hồi xuân Mường Lát, thành phố Thanh Hóa, quốc lộ 45, Nông Cống, Như Thanh, Như Xuân, thành phố Thanh Hóa, quốc lộ 47, Sầm Sơn, thành phố Thanh Hóa, quốc lộ 1, hà Trung, thị xã Bỉm Sơn, thành phố Thanh Hóa, quốc lộ 1, Quảng Sương, thị xã Nghi Sơn. Vị trí các chốt kiểm soát dịch COVID-19 liên ngành trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa gồm: chốt 1, km 286 300 quốc lộ 1, dốc Xây thị xã Bỉm Sơn. Chốt 2, km 21 quốc lộ 15A, bản Đỗ, xã Phú Thanh, huyện Quan Hóa. Chốt 3, km 09 quốc lộ 45, thị trấn Vân Du, huyện Thạch Thành. Chốt 4, km 187, cộng 200 quốc lộ 10, xã Nga Điển, huyện Nga Sơn. Chốt 5, km 382 quốc lộ 1, xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn. Chốt 6, km 630 đường Hồ Chí Minh, xã Bãi Trạnh, huyện Nghi Xuân. Chốt 7, km 509, cộng 400 đường Hồ Chí Minh, xã Thạch Quảng, huyện Thạch Thành chốt 8, đường tỉnh 513 xã Hải Hải, thị xã Nghi Sơn. Vị trí các trạm dừng nghỉ cửa hàng xăng dầu trên các tuyến quốc lộ sử dụng dịch vụ để phục vụ vận chuyển hàng hóa. Theo trục tuyến quốc lộ 1, khu nhà điều hành trạm thu phí Bỉm Sơn, km 286 397 trái tuyến, đường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa. Trạm dừng nghỉ Hoàng Minh, km 319 590 trái tuyến, xã Hoàng Minh, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Cửa hàng xăng dầu Trúc Lâm 888, km 381 540 trái tuyến xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn. Trạm dừng nghỉ Thanh Bình, km 381 540 trái tuyến xã Thạch Quảng, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa. Theo trục tuyến đường Hồ Chí Minh, bến xe và khu thương mại Thạch Quảng, km 513 760 trái tuyến xã Thạch Quảng, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa. Trạm dừng nghỉ Lam Kinh, km 597 700 phải tuyến xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lạc, Thanh Hóa trạm dừng nghỉ Đại Lam, km 597 400 trái tuyến, thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân, Thanh Hóa. Cửa hàng xăng dầu bãi Trành km 628 160 phải tuyến, sắp bãi Trành, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Điểm xét nghiệm COVID-19 tại chốt kiểm soát dịch liên ngành. Hiện nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã bố trí 2 điểm test nhanh kháng nguyên COVID-19 tại chốt kiểm soát dịch ở Dốc Xây, thị xã Biển Sơn, quốc lộ 1 và xã Thạch Quảng, huyện Thạch Thành, đường Hồ Chí Minh để làm test nhanh cho người dân có nhu cầu theo hình thức tự trả chi phí. Miễn phí test nhanh cho người trên 65 tuổi, trẻ em dưới 12 tuổi, gia đình chính sách, hộ nghèo, thương binh, bệnh binh. Từ đầu tháng 7 năm 2021 đến nay, Thanh Hóa liên tục ghi nhận các ca mắc COVID-19 trong số người về từ các vùng có dịch trong đó đã có một số ca lây lan trong cộng đồng. Thời gian tới, khi nhiều người Thanh Hóa từ các vùng dịch trở về, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các ca mắc COVID-19. Bệnh viện Phổi Thanh Hóa, Bệnh viện COVID-19 số 1 của tỉnh Thanh Hóa đang ra soát bổ sung nhân lực trang thiết bị y tế nhằm nâng cao năng lực thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19. Khu điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Phổi Thanh Hóa hiện có 30 cán bộ nhân viên y tế. Các vật tư trang thiết bị đặc biệt là bảo hộ cho nhân viên y tế làm việc tại khu cách ly điều trị bệnh nhân COVID-19 đã được bổ sung, sẵn sàng đáp ứng với các tình huống dịch. Bệnh viện cũng vừa đưa vào vận hành hệ thống xét nghiệm COVID-19 bằng phương pháp real-time PCI, đáp ứng việc xét nghiệm cho nhân viên y tế và bệnh nhân. Ngoài ra, Bệnh viện Phổi Thanh Hóa đang chuẩn bị các điều kiện để thành lập một đơn vị hồi sức tích cực tối thiểu 50 giường bệnh tại khu điều trị cách ly bệnh nhân COVID-19. Bên cạnh việc ra soát, chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất trang thiết bị y tế, Bệnh viện Phổi Thanh Hóa cũng đã liên tục cập nhật phác đồ điều trị COVID-19, kỹ thuật hồi sức cấp cứu nâng cao để cấp cứu điều trị bệnh nhân nặng, nguy kịch cho nhân viên y tế. Theo thông tin từ Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo, đội tuyển học sinh Việt Nam tham dự Olympic Vật lý Quốc tế năm 2021 đã mang về thành tích xuất sắc khi cả năm học sinh tham gia đều có huy chương với 3 huy chương vàng, 2 huy chương bạc. Trong đó, em Nguyễn Trọng Thuận, học sinh trường Trung học thông chuyên Lam Sơn đạt huy chương bạc. Kỳ thi Olympic Vật lý Quốc tế năm 2021 do Lithuania đăng cai tổ chức. Do tình hình dịch bệnh COVID-19, kỳ thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của 368 thí sinh của 76 đoàn từ các nước và các vùng lãnh thổ. Với 3 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, Việt Nam đứng thứ 7 toàn đoàn. Trước đó vào tháng 5 năm 2021, em Nguyễn Trọng Thuận cũng đã giành huy chương đồng trong kỳ thi Olympic vật lý châu Á-Thái Bình Dương. Bản tin 18h30 sẽ được tiếp tục với những thông tin trong nước vừa được chúng tôi cập nhật. Công an thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ hình sự Vũ Nhật Tân, 38 tuổi, ngụ phường Xuân Tân để điều tra về hành vi chống người thành công vụ. Khoảng 8 giờ ngày 22 tháng 7, lực lượng chức năng trực chốt tại gần cầu Bình Lộc thuộc phường Bảo Vinh, thành phố Long Khánh, phát hiện Tân chạy xe máy chở anh Nguyễn Tiến Đê, 22 tuổi, ngụ phường Tân Xuân, đến chốt nên đã ra hiệu dừng lại để kiểm tra. Tuy nhiên dù chưa khai báo y tế xong cũng như chưa nêu được lý do chính đáng để đi vào địa bàn xã Bình Lộc nhưng Tân tự ý rời khỏi khu vực khai báo y tế ra lấy xe đi tiếp. Thấy vậy, lực lượng trực chốt đã yêu cầu Tân quay lại khu vực khai báo y tế để xác minh thì Tân liên tục chửi bới lăng mạ tổ công tác và dùng chân đạp vào đùi một người trong tổ công tác. Ngay lúc này, lực lượng chức năng đã khống chế đưa Tân về công an xã Bình Lộc để làm việc. Qua test nhanh xác định Tân có sử dụng trái phép chất ma túy, tuy nhiên Tân vẫn tiếp tục khai báo không thành khẩn. Công an thành phố Long Khánh đã tạm giữ hình sự người đàn ông này để tiếp tục điều tra. Công an quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh vừa ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam Phan Hữu Điệp Anh, sinh năm 1961, ngụ tại đường Ngô Tất Tố, quận Bình Thạnh, chủ tài khoản Facebook Phan Anh Hữu về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền lợi và lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Trước đó, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện và lan truyền hình ảnh một người đàn ông tự thiêu trên địa bàn phường Trường Thọ, thành phố Thủ Đức và kèm bình luận bức xúc về cách thức chống dịch Covid-19, người dân phẫn uất ngay giữa đường bức bách tự thiêu. Qua điều tra, công an thành phố Hồ Chí Minh xác định và làm việc với đối tượng đăng tải bài viết trên Facebook là Phan Vũ Điệp Anh. Bước đầu đối tượng thừa nhận sử dụng hình ảnh nêu trên lồng ghép chủ động đưa những nội dung xuyên tạc về vụ việc rồi phát tán trên mạng xã hội Facebook ngoài ra cơ quan công an phát hiện trên tài khoản facebook của đối tượng thường xuyên đăng nhiều bài viết có nội dung xuyên tạc bôi nhọ đảng nhà nước việt nam tham gia một số nhóm hội trên mạng đưa tin chống phá đảng chính quyền